Kiểu vỗ ngực xưng tên, tự hứa với bản thân là hôm nay mày phải đi ngủ sớm cho tao, trước 11 giờ phải ngủ cho tao. Cái xác giờ ngủ. Thôi, còn sớm mà, lướt face một xíu nữa. Đúng 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ có sao đâu ha. Cái đúng 11 giờ rồi. Cái đang coi dở dang cái review phim, không lẽ dừng lại. Dừng lại cái khúc đó là không được rồi đó. Cái là coi hết cái review phim. Nhưng mà ấm mất với cái review này, cái là nhảy qua cái review khác coi nữa. Coi hoài tới 1 2 giờ khuya luôn. Đúng không mọi người? Tôi hiểu mọi người quá mà. Tại tôi cũng vậy đó. Tôi cũng từng vậy đó. Ok. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Làm thế nào để có một năm mới thật là hạnh phúc cũng như là thật là nhiều năng lượng để cảm nhận sâu sắc cái việc được sống? Như bạn nghĩ vậy nè, hạnh phúc ấy, nó là một thứ gì đó mà người khác mang lại cho ta. Bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình đó. Bằng cách nào hả? Xem video này của mình đi rồi biết ha. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích thì cứ mạnh dạn đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube á, có thể gửi đến cho bạn những cái thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Mình cảm ơn trước. Hạnh phúc, nó là một cái thứ gì đó trong tầm tay của các bạn thôi. Các bạn tin không? Điều đầu tiên, xoay theo dòng thời gian của một ngày á, đó là khi mà thức dậy, đừng chọn bấm điện thoại là thứ đầu tiên bạn cầm vào, cũng như là đắm chìm vào nó. Thay vào đó, hãy đứng dậy, lấy cho mình một ly nước ấm. Một ly nước ấm mỗi ngày á, sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa nè, giải độc cơ thể nè, ngăn ngừa lão hóa, giúp bạn trẻ nên trông thấy khi bạn thiết lập cho mình cái thói quen đó đó. Hãy uống từ từ, cảm nhận lượng nước ấm đi vào trong cơ thể, từ cổ xuống đến bụng, đánh thức những cái giác quan đang ngủ say trong bạn. Bạn cũng có thể pha thêm một ít mật ong vào ly nước ấm hoặc là pha trà cho bản thân với những cái lợi ích đi kèm khác. Điều thứ hai, đó là học cách mỉm cười nhiều hơn. Ta không phải vì vui nên mới cười, mà khi cười ấy, ta sẽ cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Nếu mà có người hỏi mình đó là họ đẹp nhất khi nào, mình sẽ trả lời là họ đẹp nhất khi họ mỉm cười. Mình từng đọc trong sách ấy, có một cái cuộc thí nghiệm chia làm hai phe. Phe đầu tiên thì thể hiện nét mặt nghiêm nghị, phe thứ hai ấy thì mỉm cười. Kết quả là những cái nhà tuyển dụng á, đều ấn tượng hơn những khuôn mặt đang mỉm cười so với phe còn lại. Nhiều hôm ấy, mình tự nhìn vào gương và mình mỉm cười. Cái mình cảm thấy á, hôm đó bỗng nhiên trở thành một ngày đẹp trời luôn. Mình mỉm cười, biết ơn những gì mình đang có. Cảm ơn vì mình vẫn còn đang sống. Mọi người hãy thử cách đó trong năm mới này để mà có thể trân trọng hơn những gì bạn đang có và cảm thấy hạnh phúc hơn nha. Điều thứ ba, để mà có thể cảm nhận hạnh phúc trong năm mới, một trang giấy mới trong cuộc sống đó, đó là hãy tập cho mình cái cách đừng so sánh. Mình biết so sánh là một thứ gì đó mà khi mà chúng ta chưa học nói đã vừa thiết lập trong đầu ta một cái lối suy nghĩ như vậy rồi. Cách ba mẹ ta nạp cái lối suy nghĩ ấy vào trong đầu ta, so sánh ta với con của những bà hàng xóm, con của bạn họ, bla bla bla, nó ăn sâu vào tiềm thức của ba mẹ ta và tiềm thức của mọi đứa trẻ trong ta. Nói không so sánh ấy thì cũng chưa hẳn là đúng ý mà mình muốn truyền đạt với mọi người, chỉ là nó sát nhất cái ý mà mình muốn nói thôi. Mình biết so sánh là một phần không thể thiếu trong bản chất của tất cả chúng ta. Ý cặn kẽ mà mình muốn khuyên mọi người ấy, cũng như khuyên bản thân mình, đó là hãy biết điều chỉnh cái tôi cho phù hợp. Bạn nên chấp nhận một cái sự thật rằng ai nỗ lực hơn thì người đó giỏi hơn. Hãy chấp nhận và nhận ra đó là bạn chưa đủ giỏi, hoặc là nói một cách dễ nghe hơn đó là bạn chưa đủ nỗ lực như họ. Nghe khó chịu không mọi người? Mình hiểu cái cảm giác đó chứ, mình hiểu thì mình mới dám lên đây nói với mọi người chứ. Chuyện là gần đây vào một cái buổi luyện listening, mình nghe sai 3 câu, bạn mình thì nghe sai 2, thậm chí có 1 câu thôi. Khó chịu cực kỳ chứ. Nhưng mà sau đó thì mình chấp nhận, ok, mình phải luyện tập thêm, mình phải noi gương họ chứ không phải là ganh ghét.
Hy vọng là mọi người hiểu ý mình. Điều thứ tư, đó là làm bạn với cơ thể của bạn. Tưởng chừng là dễ dàng nhưng mà hầu như không phải ai cũng làm được như vậy. Hãy lắng nghe, quan sát, để ý một tí đến cơ thể vật lý của bạn. Có thể á, mình sẽ nói hơi chung chung về cái vấn đề này. Vì khi mà quan sát cơ thể vật lý của bạn á, thì bạn sẽ thấy có nhiều vấn đề phát sinh. Rằng là, à thì ra bấy lâu nay mình đã bạc đãi cơ thể của mình như vậy sao? Rằng mình phải cải thiện rồi, mình phải tập đi ngủ sớm hơn, tập thể dục thể thao thường xuyên, bla bla bla. Thời đại này của chúng ta ấy, hầu như có thể làm mọi thứ ở một cái chạm tay thôi. Nhưng trừ một việc, đó là đi ngủ sớm. Đúng không mọi người? Kiểu vỗ ngực xưng tên, tự hứa với bản thân là hôm nay mày phải đi ngủ sớm cho tao, trước 11 giờ phải ngủ cho tao, cái sát giờ ngủ. Thôi còn sớm mà, lướt face một xíu nữa. Đúng 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ có sao đâu ha. Cái đúng 11 giờ rồi, cái đang coi dở dang cái review phim, không lẽ dừng lại? Dừng lại cái khúc đó là không được rồi đó. Cái là coi hết cái review phim, nhưng mà ấm ức với cái review này, cái là nhảy qua cái review khác coi nữa, coi hoài tới 1, 2 giờ khuya luôn. Đúng không mọi người? Tôi hiểu mọi người quá mà. Tại tôi cũng vậy đó. Tôi cũng từng vậy đó. Nhưng dạo này mình dần thay đổi được cái thói quen xấu đó rồi mọi người ơi. Từ 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 từ. Để mình share bí quyết cho mọi người ha. Mình nhận ra một điều ấy, nếu mà quyết tâm á, không thể giải quyết được mọi chuyện, quyết tâm không đủ lớn á, thì chỉ còn có thể dùng nỗi sợ mà lấn át nó mà thôi. Thức khuya nhiều, tóc sẽ mỏng, mắt sẽ sưng húp, ngoại hình sẽ có phần bị sa sút. Bạn thử quan sát bản thân bạn đi, rồi bạn sẽ nhận ra những cái điều kinh khủng đó. Một dạo ấy, mình tự quan sát cơ thể của mình nhận ra ấy, là dạo này mình học hành hơi nhiều, cộng với việc là phải soạn content và đi ngủ trễ ấy, tóc mình mỏng đi trông thấy luôn. Rồi ok, biết sợ rồi, biết teo rồi đó mọi người. Cái là đúng 11 giờ, lật đật chạy lên giường ngủ liền, không kỳ kèo gì hết. Tương tự như vậy, việc tập thể dục á thì mệt thì mệt thiệt, đâu có sung sướng như việc là ngồi rung đùi ăn gà rán khoai tây chiên đâu. Nhưng cái mệt đó là cái mệt khỏe. Khi mà tập xong á, bạn sẽ cảm thấy như là cơ thể vật lý của mình á sẽ nhanh nhẹn hơn nè, di chuyển có phần linh hoạt hơn, cơ thể thon gọn hơn, bận đồ cũng sẽ đẹp hơn nữa. Và tất nhiên có thêm hàng trăm hàng ngàn cái lợi ích khác của việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chỉ là năm nay bạn hãy thử quan sát cơ thể vật lý của bạn một xíu, làm bạn với cơ thể của bạn một xíu, thì bạn sẽ là người hiểu rõ nhất bạn nên làm gì tiếp theo. Điều cuối cùng trong danh sách mà mình muốn nhắn nhủ với mọi người để có một cái năm mới năng suất hơn, cũng như là cảm nhận mãnh liệt cái nguồn năng lượng của việc được sống chứ không đơn thuần là tồn tại, đó là dũng cảm theo đuổi thứ mà mọi người thích, làm việc mà mọi người cho là đúng, làm việc bạn muốn làm, dũng cảm tiến thêm một bước tới mẫu hình lý tưởng bạn luôn khao khát bấy lâu nay. Bạn sẽ nhận ra cái việc đó nó rất là khó, nó là cả một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng cái gì quá dễ dàng thì đâu ai khao khát nó cả, phải không? Chỉ khi mà dũng cảm làm việc mà bạn muốn, rất 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 muốn làm, cho dù cái khoảng cách ấy á có mệt đến đâu đi chăng nữa, nhưng trong bạn sẽ cảm nhận mãnh liệt được cái năng lượng của việc bạn đang được sống chứ không đơn thuần là tồn tại nữa. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Chúc mọi người có một năm mới thật là năng suất, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc video này của mình. Và nếu mà thích thì hãy share chiếc video này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết video này của mình, cũng như là chủ đề mà bạn mong muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.